Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay lại rất vui được gặp các bạn trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Và mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta bổ sung những cái viên uống giúp các bạn làm trắng, sáng da, đều màu da hơn, dành cho những bạn mà đang điều trị tình trạng nám, tàn nhang, da không đều màu, bị tăng sắc tố. Và trước khi đến với chủ đề chính thì mình rất là hy vọng các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh để hàng ngày khi mà mình ra video thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ, cũng như là ủng hộ mình. Nếu mà bạn nào đã từng xem rất là nhiều video của mình thì các bạn sẽ biết rằng để mà điều trị được những cái tình trạng rối loạn sắc tố như là nám, tàn nhang, sạm da thì chúng ta phải kết hợp trong uống nè, ngoài thoa. Vậy thì giữa uống và thoa cái nào nó sẽ hiệu quả hơn thì chắc chắn đó là thoa. Rất là nhiều bạn khi mà gặp tình trạng về rối loạn sắc tố, các bạn đến và nhắn tin cho bác sĩ Nguyên nói là em muốn uống viên uống này, em muốn uống viên uống kia. Nhưng mà khi hỏi ra về những cái sản phẩm chăm sóc da thì các bạn chưa có cả kem chống nắng, chưa có cả những cái sản phẩm làm trắng da đường bôi. Vậy đối với những cái trường hợp này thì các bạn nên bắt đầu bằng sản phẩm kem chống nắng và các sản phẩm thoa ở trên da. Tại vì khi mà thoa thì nó sẽ tác động trực tiếp lên da, nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tuy nhiên nếu mà có điều kiện các bạn nên bổ sung thêm cả cái viên uống làm trắng da nữa. Thì khi mà kết hợp hai bên cùng một lúc nó sẽ cho hiệu quả nhân lên nhiều lần hơn. Để bổ sung được viên uống làm trắng da, sáng da thì các bạn cần phải biết được chúng ta nên bổ sung những cái viên nào nó mới thực sự hiệu quả. Thì trong video này bác sĩ Nguyên sẽ tiết lộ cho các bạn 4 loại viên uống mà nó hiệu quả trong việc làm trắng và sáng da. Và hy vọng là qua video này thì các bạn lựa chọn cho mình được một cái sản phẩm phù hợp. Thực tế thì ở ngoài thị trường sẽ có rất là nhiều loại viên uống. Nhưng mà nhìn chung thì nó sẽ chia làm 4 loại. Và các bạn chỉ cần xếp chúng vào 4 loại này, các bạn sẽ biết được là cái mức độ hiệu quả của nó như thế nào. Các bạn nên lựa chọn sản phẩm nào. Thì viên uống đầu tiên mà mình khuyên các bạn nên lựa chọn trong giai đoạn này, đó là viên uống chống nắng. Thật ra cái tên viên uống chống nắng chỉ là một cái tên thương mại, vì những cái viên uống chống nắng thì nó không có khả năng chống nắng, mà nó chỉ có khả năng là chống oxy hóa và bảo vệ làn da. Nó không giống như là khi mà các bạn bôi kem chống nắng lên da thì nó sẽ chống lại tia UV và giúp cho da của các bạn không bị tác động bởi tia UV. Nhưng mà trong viên uống chống nắng thì nó chứa đa phần là những cái chất chống oxy hóa. Thì những cái chất chống oxy hóa này nó có nhiệm vụ đó là đẩy những cái gốc tự do và ngăn ngừa cái tình trạng sạm nám thông qua việc đó là trung hòa những cái gốc này. Các bạn cứ hiểu rằng những cái gốc tự do là những cái gốc gây hại cho làn da, và những cái chất chống oxy hóa mà khi mình uống vào thì nó sẽ giúp cho da mình ngăn chặn được những cái gốc tự do này tốt hơn. Và đối với viên uống chống nắng thì nó sẽ chứa những cái thành phần chính sau. Thứ nhất đó là leucotomod. Đây là một cái thành phần có chiết xuất từ cây dương xỉ ở trong Mỹ, và khi mà uống cái thành phần này vào thì người ta thấy là nó giảm được tình trạng bị bỏng nắng, bị cháy nắng khi mà tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời. Thành phần thứ hai đó là chiết xuất từ lựu. Thì trong lựu nó có rất là nhiều chất chống oxy hóa, và cái chiết xuất từ lựu nó cũng có khả năng làm bảo vệ làn da của các bạn. Ngoài ra thì còn rất là nhiều chất chống oxy hóa khác nữa, có thể kể đến như là chiết xuất từ cà chua trắng, từ cây thông đỏ, vân vân. Và các bạn nên bổ sung viên uống chống nắng này khi mà các bạn điều trị nám thì nó sẽ cho hiệu quả điều trị cao hơn, hoặc là vào mùa hè các bạn muốn bảo vệ làn da thì hoàn toàn có thể bổ sung cái viên uống này. Tiếp theo, viên uống thứ hai mà mình cũng hy vọng là các bạn sẽ bổ sung trong quá trình các bạn điều trị nám đó là những viên chống oxy hóa. Nó khác với viên chống nắng có những cái thành phần cụ thể như là leucotomod hoặc là chiết xuất từ cây lựu, thì đối với những cái thành phần chống oxy hóa khác, chẳng hạn như là vitamin C, L-citin, vitamin E, tinh dầu hoa anh thảo, thì những cái thành phần này nó cũng sẽ giúp cho da của các bạn mềm mại hơn, chống lại những cái gốc tự do gây hại cho làn da. Và những cái viên này tuy cái khả năng làm trắng da nó rất là kém, nhưng mà khi bổ sung vào trong quá trình mà các bạn điều trị nám á, thì nó cũng cho hiệu quả rất là tốt. Viên uống thứ ba, mình tin chắc cái viên này rất là nhiều bạn mong chờ, và mình cũng đã làm rất là nhiều video về cái viên uống này rồi, đó là viên glutathione. Thì viên glutathione là một cái viên rất là hiệu quả trong việc làm trắng và sáng da. Chất glutathione là một cái chất mà cơ thể mình có thể tự tiết ra được ở gan, và đây là một cái chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh. Tuy nhiên theo thời gian á, thì khi mà chúng ta lão hóa già đi thì cái lượng glutathione trong cơ thể nó sẽ giảm dần. Thì các bạn có thể bổ sung glutathione để hỗ trợ miễn dịch, hỗ trợ tăng sức đề kháng. Ngoài ra thì glutathione nó còn làm trắng và sáng da thông qua ức chế một cái men gọi là men tyrosina. Thì cái men này là một cái men chính trong việc hình thành nên sắc tố. Khi mà các bạn uống glutathione thì nó sẽ hỗ trợ làm trắng da theo cái con đường đó. Vậy thì chúng ta sẽ bổ sung glutathione như thế nào? Trên thị
trường có rất là nhiều loại glutathione. Để mà lựa chọn glutathione thì chúng ta nên lựa chọn một cái nhãn hàng uy tín. Và thứ hai là đủ hàm lượng. Vậy thì hàm lượng bao nhiêu là đủ? Hàm lượng glutathione để mà làm trắng da mờ nám thì phải đạt là 20-40mg trên kg cân nặng trên một ngày. Có nghĩa là đối với một cái cơ thể bình thường 50kg thì chúng ta sẽ cần phải uống từ 1000-2000mg. Và một cái đợt tấn công thông thường để da các bạn có thể trắng sáng bật tông là 3 tháng. Khi mà các bạn uống xong 3 tháng thì chúng ta sẽ như thế nào? Có hai cái phương án các bạn có thể lựa chọn. Phương án đầu tiên là chúng ta sẽ uống tiếp duy trì với liều khoảng 500mg trên một ngày. Phương án thứ hai là các bạn sẽ ngưng luôn. Và sau đó khoảng vài tháng, nếu các bạn có nhu cầu muốn trắng da trở lại thì các bạn sẽ uống trở lại với liều ban đầu. Ngoài ra có một cái lưu ý mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn, đó là khi mà uống glutathione thì các bạn nên lựa chọn cái viên kết hợp glutathione với những cái thành phần khác, chẳng hạn như là L-cysteine, vitamin C, collagen để tăng cường hiệu quả trẻ hóa làn da và làm trắng sáng da. Bởi vì vitamin C thì nó sẽ thúc đẩy tăng sinh collagen, chống oxy hóa, còn L-cysteine thì nó sẽ hỗ trợ cơ thể tiết ra nhiều glutathione hơn. Viên uống cực kỳ hiệu quả trong việc làm trắng sáng da mờ nám đó là viên trăng niacinamic acid. Thì trăng niacinamic acid ban đầu đây là một cái loại thuốc, và thuốc này là thuốc đông máu. Nó được dùng để điều trị và ngăn ngừa các cái bệnh lý về chảy máu, chẳng hạn như là khi các bạn phẫu thuật này, các bạn chảy máu sau sinh này, hoặc là các bạn có một cái chấn thương nào đó đang chảy máu quá nhiều, thì các bác sĩ có thể cho bạn cái loại thuốc này để cầm máu. Nhưng mà các bác sĩ cũng nhận thấy khi mà các bạn uống trăng niacinamic acid thì sẽ làm cho da của các bạn trắng sáng và điều màu hơn. Từ đó người ta cũng ứng dụng trăng niacinamic acid trong việc trị nám. Tuy nhiên ở đây là một cái loại thuốc, mà thuốc thì sẽ cần kê đơn, cần sự hướng dẫn của bác sĩ da liễu, nên các bạn sẽ không tự ý uống cái thuốc trăng niacinamic acid này, đặc biệt là những người mà đã từng có tiền sử về nhồi máu, có tiền sử về cục máu đông chẳng hạn, thì tuyệt đối là các bạn sẽ không nên sử dụng đâu. Có một cái phương án khác cho trăng niacinamic acid mà bác sĩ thấy nó an toàn mà nó cũng hiệu quả không kém, đó là dùng trăng niacinamic đường bôi hoặc là trăng niacinamic acid tiêm ở trong da. Thì cái trăng niacinamic đường bôi các bạn có thể lựa chọn nồng độ khoảng từ 2-5% để bôi lên da. Và hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái sản phẩm có cái thành phần trăng niacinamic acid này giúp hỗ trợ điều trị về vấn đề sắc tố. Các bạn có thể lựa chọn thay vì là đường uống. Trong trường hợp mà các bạn quá muốn sử dụng đường uống thì các bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ da liễu trước khi các bạn có ý định sử dụng. Và đó là 4 viên uống mà mình tin rằng nó sẽ hỗ trợ cho các bạn điều trị nám rất là hiệu quả. Và nếu mà các bạn thấy video này của mình hay, hữu ích, giúp cho các bạn trong quá trình các bạn chăm sóc da, thì các bạn hãy ủng hộ mình bằng việc subscribe kênh YouTube, nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ. Đồng thời các bạn xem thêm nhiều video về chăm sóc da không đều màu ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.